quay kem ăn đi. Wow, chị chọn kem gì đã ăn đây nhỉ? Ô, chị Trinh ơi, hình như thiếu một que hoa artichoke đỏ hay sao ấy. Nên chị nhìn này làm gì có đâu. Rồi. Oh no. Mất cái kem mâm xôi rồi. Chắc chắn là có trộm rồi. Hay là ai đang mất nhở? À, hai chị Trang. Em lên xe rồi. Đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Ông vẫn ngủ đây mà. Chị Trinh ơi, chắc không phải đâu. Ha 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 ha!
nhầm rồi. Với vết chân của ai nhỉ? Chắc chắn là của kẻ kem rồi, đúng không? Hãy cho em một miếng thôi. Không.